Cái này là con mồi nhé, mình để cho anh em là 1 triệu. Con này là con clip trà màu số 12, con mồi. Đấy, các bác đang kết nối với kênh Chim Vu Váy Hay. Thực tế là mình cũng cho chơi một ít chòe trà màu. Đấy. Con này là 100% là con chim mồi, đánh được rất nhiều chim nha các bác nhé. Con này treo ra là chiến đấu luôn, mà dụ bổi rất tốt. Bổi đến bỏ đi phát là anh ta máy cánh, bổi lại phải quay lại. Chơi rất hưng phấn. Con này thì được cái là giữ được lông đuôi và cho mọi địa hình rất là thuần. Đấy. Con trà màu mồi này thì các bác đấy. Chơi rất là dày. Yếm đen chưa? Các bác nhìn cho nó rõ. Rồi, các bác muốn mua những chú trà màu bổi, những chú trà màu mà mồi theo yêu cầu các bác cứ đặt. Ở đây anh em chơi rất là nhiều, đánh được liên tục. Đấy. Trà màu này toàn trà màu rừng hay rồi. Không phải trà màu nuôi đâu. Đấy. Đấy.
mọi thông tin và bác cứ yên tâm là chim cu gáy hay rất là nhiều chim. Rất là nhiều chim để phục vụ các bác. Chim cu gáy rất là nhiều, lúc nào cũng có nhiều chim. Đây, các bác cứ thông tin đầy đủ đây. Hy vọng là các bác có thể không phải gọi điện, không phải đấy, thông tin. Đây là thông tin chính thống, thông tin của cái trang trại chim cu của đồng chí Thao. Và các bác thấy trên YouTube, Facebook, Zalo, số tài khoản, địa chỉ, số điện thoại, trang web đầy đủ hết. Đó. Đây là những chú chim rất là được nuôi theo kiểu gần người, mỗi một con một lồng. Con nào gù rồi thì mình sẽ ghi rất là rõ. Đấy. Ví dụ như mình cũng không ghi đại đại được đâu, nó phải rõ ràng thì mình mới ghi. Ví dụ như thế này, đây là con này là mình ghi rõ này. Đấy. Gù khách thổ ngày 19 tháng 12. Đấy. Con này là thổ này. Đấy. Con này mình bán 3,5 triệu này. Rất là nhiều đúng không bác? Đấy, lâu lâu rồi mình không bận, vừa rồi mình bận mấy cái việc kiến thiết chuồng trại em ra, nó cũng không quay được video mấy. Này rỗi rỗi quay lại, mỗi ngày mình ra một video, có thể là trào màu, có thể là chòe than, có thể là cái gì đấy để cho các bác cùng chơi. Các bác nhìn rõ cái tướng tá nhé, mình xin phép zoom lại một tí để các bác nhìn cho nó rõ. Được chưa? Chắc là khoảng này là nét rồi, mình để rất là sát rồi.
0989177982. Xin hàng toàn quốc. Các bạn có thể đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những video mới nhất.